Điện Biên Phủ năm xưa. Các con hãy cổ vũ cho một tràng pháo tay thật lớn nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cảm ơn ạ. Và bây giờ là chương trình giao lưu trực tiếp với Trung tướng Anh hùng Vũ trụ Phạm Tuân. Xin